Quang Hải gặp chấn thương và có nguy cơ nghỉ hết SEA Games. Báo Thái vẫn lo sợ không dám tin, nghĩ có thể là chiêu tung hỏa mù. Trang Gold phiên bản Thái vẫn đang bán tính bán nghi về thông tin tiền vệ Quang Hải sẽ nghỉ lượt trận cuối. Vào sáng ngày 4 tháng 12, tiền vệ Quang Hải đã đến bệnh viện thủ đô Manila để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải trong màn so tài với đối thủ U22 Singapore không lâu trước đó. Kết quả cho thấy cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội đã bị rách cơ đùi và chắc chắn vắng mặt trong màn so tài với U22 Thái Lan vào chiều ngày 5 tháng 12 hôm nay. Thông tin này được truyền thông xứ Chùa Vàng ngay lập tức cập nhật. Tuy nhiên, riêng tờ Goal phiên bản Thái lại tỏ ra bán tính bán nghi. Nguyễn Quang Hải, đầu tàu của đội tuyển Việt Nam sẽ lỡ trận cuối cùng tại vòng bảng gặp Thái Lan do bị rách cơ. Trước đó, anh đã rời sân ở phút 22 trong màn so tài với U22 Singapore bởi một tình huống va chạm. Thông thường, chấn thương kiểu này cần vài tuần để hồi phục. Goal đánh giá, nhưng có lẽ do quá sợ tài năng của Quang Hải. Tờ báo trên bỗng cho rằng việc đội trưởng của U22 Việt Nam không thể ra sân chỉ là một chiêu tung hỏa mù. Khi Việt Nam gặp Thái Lan, thông tin về việc chấn thương thường xuất hiện, nhưng sau đó, cầu thủ đó lại vẫn có thể ra sân. Cách đây chưa lâu, Văn Hậu được cho là phải ngồi ngoài 4-5 tuần trước đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Thế mà cậu ấy lại có thể ra sân trong trận đấu với Thái Lan hồi tháng 8 tại sân Thammasat. Nếu Quang Hải có thể ra sân vào ngày mai, thì đó chắc chắn sẽ là một tin rất vui cho các fan Việt. Dù vậy, trong trường hợp anh phải ngồi ngoài, U22 Việt Nam vẫn thừa có những phương án để đối phó với người Thái. Cần nhớ rằng, từ đầu SEA Games đến giờ, đội tuyển của chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ ngôi sao nào. Trận nào, chúng ta cũng có những cái tên khác nhau tỏa sáng. Từ Đức Chinh, Tiến Linh, rồi đến Thành Trung, Hoàng Đức. Với cục diện hiện tại, Thái Lan buộc phải thắng cách biệt 2 bàn thì mới có thể tự quyết tấm vé đi tiếp của mình. Đội bạn sẽ dồn lên và rất có thể sẽ phải dính bẫy phản công đã được các chàng trai áo đỏ chuẩn bị sẵn. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 12 hôm nay. Lý do Quang Hải dính chấn thương. Không riêng gì pha tranh chấp bóng với U22 Singapore mà đó còn là hậu quả của 2 năm trời cắn răng mà đá. Thứ duy nhất có thể ngăn cản Quang Hải ra sân là chấn thương. Thật không may nó đã xảy ra. Và đó là hậu quả của 2 năm trời Hải còn phải cắn răng mà đá bất chấp tình trạng mệt mỏi đến kiệt sức. Này, ăn gì mệt cả đám đá sung thế? Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa nói khi gặp Quang Hải và các đồng đội trong thang máy sau trận với Qatar ở vòng chung kết U23 châu Á và câu trả lời của Hải là cắn răng mà đá thôi chú, cả đội ai cũng kiệt sức hết cả. Vậy đấy, nhiều người nghĩ rằng các chàng trai áo đỏ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Park chắc hẳn phải có bí quyết gì ghê gớm lắm như ăn nhân sâm chẳng hạn, thực tế là không có gì cả. Sở dĩ, dưới thời của huấn luyện viên Park, thể lực các cầu thủ được nâng lên đáng kể dựa trên các bài tập căng thẳng và đội ngũ y tế nhiệt tình, giàu kinh nghiệm. Nhưng yếu tố chính giúp họ ra sân trận này đến trận khác, không chỉ 90 phút mà 120 phút đã tạo nên vô số kỳ tích, là ý chí vô cùng khát khao chiến thắng. Họ luôn thúc đẩy bản thân mình vượt qua giới hạn, cắn răng mà đá bởi không muốn bỏ lỡ một thời khắc vĩ đại nào sẽ được tạo ra. Đó là lý do trận gặp Indonesia mới đây, Quang Hải đã cán mốc 1.000 phút thi đấu trong vòng 2 năm qua, từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia, trải đều trong 124 trận đấu. Tính riêng trong năm 2019, tiền vệ nhỏ con người Đông Anh đã chơi lên đến 60 trận. Hầu hết là các trận chính thức, trung bình cứ 5-6 ngày, anh lại xỏ giày ra sân thi đấu, thật không thể tin nổi. Như đã nói, Hải luôn có sẵn ngọn lửa trong mình để khát khao chiến thắng và chinh phục. Anh không thể ngồi yên khi các đồng đội căng mình chiến đấu, bất chấp tình trạng quá tải hay chấn thương. Anh chỉ muốn vào sân, giúp đỡ họ để cuối cùng tất cả thưởng thức hương vị của người thắng cuộc. Hồi đầu tháng 11, trước câu hỏi về tình trạng thể lực trước SEA Games 30, Quang Hải tuyên bố, thể lực của tôi rất tốt và không có vấn đề gì với mật độ thi đấu dày đặc. Câu nói này cũng là điều mà những người ở Hà Nội FC, đội tuyển quốc gia, rồi U23, U22 Việt Nam thích nghe. Ai chẳng muốn có ngôi sao như Quang Hải, một người giàu ý tưởng, nhãn quan chiến thuật sắc bén và luôn là chỗ dựa, nguồn cảm hứng cho đồng đội trong đội hình. Tất nhiên, người hâm mộ cũng có chung suy nghĩ ấy. Họ có niềm tin hơn khi có Hải và với đôi chân như múa của Hải, họ mới được thưởng thức trận đấu một cách trọn vẹn. May mắn cho tất cả, trời phú cho Quang Hải nền tảng thể lực phi thường, anh hiếm khi dính chấn thương. Và nếu có thì sẽ hồi phục rất nhanh, để rồi trở về từ Thường Châu. Hải lại xuất hiện ở ASEAN, ở ASEAN Cup, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022. Đặc biệt, bên cạnh đó là V-League,
Cúp quốc gia, AFC Champions League, AFC Cup và bây giờ là SEA Games 30. Nhưng con người không phải là một cỗ máy, dù ý chí mạnh đến cỡ nào và thể lực bền bỉ đến đâu, rồi cũng sẽ có lúc đôi chân không thể nghe theo lời chỉ đạo của não bộ. Và tối thứ ba, sau pha va chạm không phải quá quyết liệt với Ivan Fandi, Quang Hải đã ngã xuống, sau đó được xác định là căng cơ đùi sau. Chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan hôm nay.